Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong series Vlog Business and Marketing by Phan Anh. Và đây là một thử nghiệm mới của chúng tôi, đấy là chúng ta sẽ làm đúng nghĩa là Vlog, tức là chúng ta sẽ vừa chia sẻ cái kiến thức về kinh doanh và marketing, và chúng ta cũng vẫn đồng thời làm những công việc của chúng ta. Hôm nay thì đến giờ này tôi lại đang tập gym ở phòng gym của một trung tâm gym and fitness khá là nổi tiếng. Thì chúng ta sẽ trong cái bài vlog này thì tôi sẽ trình bày với các bạn điều gì? Thì tôi sẽ trình bày với các bạn những cái cách thức để các bạn có thể tìm kiếm khách hàng thành công. Vâng, tên của cái bài này, bài chia sẻ này là những cách tìm kiếm khách hàng thành công. Đối với một người làm kinh doanh, đối với một người làm bán hàng thì đầu tiên là phụ thuộc vào mô hình kinh doanh của bạn là mô hình B2B, tức là bán buôn, hay là mô hình B2C, tức là bán lẻ, hay là mô hình C2C, tức là các cá nhân bán hàng cho nhau. Thì chúng ta sẽ có những cái cách thức bán hàng khác nhau. Thứ hai nữa là phụ thuộc vào những cái sản phẩm và dịch vụ cụ thể thì chúng ta cũng có những cái cách thức cũng rất là khác nhau, đúng không? Ví dụ như là các bạn làm hàng tiêu dùng thì nó sẽ khác với các bạn làm hàng liên quan đến thời trang. Các bạn có phát triển kênh hay không, hay là các bạn đi kênh của người khác, đấy là những cái mẹo mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến điều đấy, đúng không? Thế thì cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến các cái phương thức bán hàng như thế nào, những cách tìm kiếm khách hàng như nào. Thì tôi sẽ chia nó ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm online và nhóm thứ hai là nhóm offline. Trên thị trường thì cái nhóm offline cũng có rất là nhiều các công cụ, và nhóm online cũng tương tự như thế. Thì đầu tiên ta sẽ bàn về cái nhóm online. Nhóm online thì ta có những cái cách thức và công cụ nào để tìm kiếm khách hàng. Công cụ số 1 là các bạn có thể sử dụng công cụ Google. Các bạn có thể tìm kiếm những cái nhà cung cấp, tìm kiếm những khách hàng, tìm kiếm các đối tác. Sau khi tìm xong thì nó sẽ ra các website, ra email hoặc là ra hotline. Thì các bạn sẽ gửi email cho họ, các bạn gọi hotline, các bạn thiết lập cuộc hẹn, hoặc là các bạn vào website, vào fanpage của họ, các bạn tìm được, các bạn chào các dịch vụ cụ thể. Các bạn chào các dịch vụ cụ thể thì từ đấy thì chúng ta sẽ tiếp cận được khách hàng. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có bản chào, có hợp đồng và có những cái lời đề nghị một cách rất là hấp dẫn thì khi mà chúng ta gửi. Nhưng mà công cụ Google là công cụ mà không thể bỏ qua. Trong công cụ Google này thì còn một công cụ nữa là Google Ads, tức là chúng ta sẽ chạy quảng cáo Google tìm kiếm hoặc là Google hiển thị để chúng ta tìm kiếm khách hàng. Thì nếu mà các bạn muốn học cái công cụ này thì trên kênh PA Marketing của chúng tôi cũng có, hoặc là các bạn có thể liên hệ với tôi để học các cái khóa học quảng cáo về Google Ads, Google tìm kiếm, cũng rất là dễ thôi. Đấy, các bạn biết là ví dụ như là mua iPhone ở đâu, hay là tìm nhà cung cấp cái gì đó thì chúng ta tìm trên Google nó sẽ ra cái kết quả đấy, thì chúng ta sẽ tìm được cái khách hàng của chúng ta, cũng rất là tốt. Được chưa? Tiếp tục, công cụ số 2 là công cụ Facebook. Thì ở Việt Nam hiện nay tính đến năm 2020 thì có 70 triệu tài khoản Facebook đang hoạt động, và trong đó khoảng 5 triệu fanpage. Và ngân sách chi quảng cáo cho Facebook tại thị trường Việt Nam năm 2018 là đạt hơn 1 tỷ đô la, rất là nhiều. Thì các bạn có thể chạy quảng cáo Facebook này, các bạn có thể vào các cái hội nhóm, hội bán buôn này, hội bán buôn kia. Thì thường người ta nói là buôn có bạn, bán có phường. Thì các cái hội nhóm bây giờ rất là nhiều và giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm được các khách hàng đối tác một cách rất là dễ dàng. Đấy, chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo cho Facebook. Các bạn có thể học chạy quảng cáo cho Facebook cũng không khó. Các bạn có thể học trên kênh PA Marketing này, hoặc là tham gia các khóa học của tôi, các khóa học online, khóa học video, khóa học live stream, đều có thể có cái công cụ quảng cáo rất là tốt để tìm kiếm khách hàng. Ở trên Facebook thì nó còn có cả là Marketplace hoặc là các fanpage, để chúng ta phải lập ra các fanpage để chúng ta chạy quảng cáo, và chúng ta giao vặt trên các cái Marketplace hoặc là các group để tìm kiếm khách hàng. Nếu như chúng ta mà phát triển được các group thì cũng rất là tốt, vừa chăm sóc khách hàng hiện tại cũng như là vừa tìm kiếm khách hàng mới trong tương lai. Đấy là chúng ta phát triển fanpage, group. Đấy, thì kênh số 2 là kênh Facebook, cũng là một kênh cực kỳ mạnh mà bắt buộc chúng ta phải làm. Kênh số 3 là kênh YouTube. Thì các bạn đang xem cái video như này, các bạn sẽ tìm kiếm được những khách hàng bằng cách nào chúng ta tạo ra các cái video, và sau đó thì chúng ta up lên kênh, và khi đó
thì Google hoặc YouTube khách hàng đã tìm thấy chúng ta. Ví dụ như chúng ta có thể tạo ra các study giới thiệu về sản phẩm, về dịch vụ của bên chúng ta. Hoặc là nếu mà các bạn làm sản xuất một cái sản phẩm sơn chẳng hạn, thì các bạn có thể hướng dẫn người ta sơn. Các bạn bán sản phẩm liên quan đồ gỗ, các bạn có thể hướng dẫn người ta lát nhà. Hay là các bạn làm kiến trúc thì các bạn có thể giới thiệu những căn nhà đẹp. Cái kênh YouTube đấy là một kênh tôi nghĩ rất là tốt, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, rất là ok nhá. Và tiếp tục làm kênh tiếp theo, các bạn có thể sử dụng kênh email marketing. Chúng ta gửi email cho khách hàng của mình cũng rất là tốt. Thì chúng ta đi sưu tầm email và sau đó chúng ta gửi. Chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta gửi email marketing hàng tuần, hàng tháng, và chúng ta phải phát triển nội dung cho nó phù hợp. Đấy là kênh email, cũng là một kênh mà chúng ta tìm kiếm khách hàng và đàm phán cũng rất là ok. Rồi, cái kênh số 6 trong marketing online đó là PR, báo chí, các mạng hiển thị. Ví dụ như là VN Express hoặc là Dân Trí hoặc là những cái trang tin ấy, để chúng ta lên trên đấy thì chúng ta có thể đăng và chúng ta tìm kiếm khách hàng. Sau đó thì chúng ta chạy quảng cáo các cái mạng hiển thị về các cái bài viết. Thì đây cũng là một kênh vừa làm thương hiệu vừa tìm kiếm được khách hàng. Tuy không tốt bằng những cái kênh kia. Kênh mà tốt nhất là kênh Facebook, kênh Google. Đấy. Thế còn một kênh nữa cũng rất là ok, đấy là kênh Zalo. Thì với hơn 100 triệu người sử dụng tại Việt Nam, thì kênh Zalo cũng là một kênh mà các bạn có thể chạy quảng cáo. Tạo Zalo AO để các bạn chạy. Các bạn tạo Zalo Group để chăm sóc khách hàng và duy trì cái đội ngũ bán buôn, vân vân. Đấy, rồi thì các bạn cũng có thể sử dụng cái tính năng quét quanh đây. Thì Zalo nó mới tắt, nhưng mà thực ra tính năng quét quanh đây cũng rất là tốt. Hoặc là chúng ta nhập cái dữ liệu khách hàng bằng số điện thoại vào, sau chúng ta đi kết bạn với Zalo với khách hàng, thì chúng ta tạo ra cái nguồn dữ liệu khách hàng đầu vào. Đấy là cái cách mà chúng ta tìm kiếm. Ngoài ra thì có một số các cái kênh mới ít hấp dẫn hơn, như là kênh Instagram cũng thuộc Facebook. Các bạn có thể tiếp cận với giới trẻ. Hoặc là kênh TikTok cũng là một kênh khá là mới tại thị trường Việt Nam. Trên kênh TikTok cũng có thể chạy quảng cáo được, sản xuất được các cái video về TikTok và tiếp cận khách hàng. Một kênh khá là thú vị mà các bạn có thể tham khảo, đấy là kênh Tinder. Một cái app chuyên để hẹn hò, nhưng mà ví dụ như bạn là nữ mà bán hàng online, bạn có thể vào đấy kết bạn. Bán đồ nam, bạn có thể kết bạn với khách nam rất là ok. Và từ đó mình sẽ đưa khách về web này, về Facebook hoặc là về Zalo hoặc là về Instagram để mình bán. Cái kênh Tinder là kênh mà người ta vào tìm kiếm bạn bè, tìm kiếm các mối quan hệ hẹn hò rất là tốt. Mình kiếm khách trên đấy. Đấy, thế thì một cái kênh nữa là kênh website và kênh sale. Website ở đây là website của chính mình ấy. Thì tốt nhất nếu có thể thì các bạn hãy đầu tư vào cái kênh website và sale của chính mình một cách rất là đầy đặn, đầy đủ, thường xuyên và nghiêm túc. Bởi vì sau này thì Google nó sẽ tìm thấy cái từ khóa liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bạn, thì người ta sẽ có thể mua hàng của bạn rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ điều đấy nhé. Thế nhưng mà làm kênh web và sale thì sau khi làm web thì mình phải làm sale và rất là mất công, mất nhiều thời gian và tiền bạc. Thế nên là chúng ta cần phải chú ý cái điều đó. Ok. Các bạn có thể học cái khóa học về sale của thầy Phan Anh về online cũng được. Rất là rẻ thôi, mấy trăm nghìn thôi. Và cực kỳ là chi tiết hướng dẫn các bạn cách làm. Đấy, chẳng hạn như cái trang PA Marketing của tôi ấy, cái trang web của tôi bây giờ cũng nó cũng rơi vào khoảng tầm 120 đến 150 nghìn truy cập một tháng. Là do cái lượng bài viết nhiều và chất lượng, rồi viết bài chuẩn SEO. Đấy, những cái bài mà có nội dung rất là chất lượng này, khác biệt này, hữu ích này, có giá trị này, không copy này. Đấy, và viết trên một cái nền tảng WordPress hay là một cái nền tảng mà nó tối ưu cho SEO thì được Google đánh giá cao. Đấy, thì các bạn cũng phải học. Thì bây giờ thì hầu như là người ta thường là sử dụng đa kênh, tức là rất nhiều kênh. Đấy, một cái kênh nữa có thể tìm kiếm khách hàng đấy là kênh sàn thương mại điện tử ấy. Sàn thì Việt Nam bây giờ đang có một cái sàn rất là mạnh, đấy là Shopee, Tiki, Lazada, Sendor. Đấy là một số cái sàn mà chủ đạo nhất. Thì các bạn có thể mở các tài khoản trên đó và các bạn bán, thì cũng có thể có một vài trăm đơn hàng một ngày hoặc một vài chục đơn hàng một ngày từ các cái sàn đó. Đấy, thì chúng ta mở gian hàng, chúng ta học cách. Thì sắp tới tôi sẽ làm những cái video hướng dẫn cho các bạn về cách bán hàng trên các sàn
hoặc là tôi sẽ mở các khóa học dạy các bạn bán trên đấy, bán cái gì, bán như thế nào, bán cho ai, chăm sóc ra sao, rồi thì sử dụng các cái dịch vụ marketing trong sàn. Thế nếu mà các bạn bán ra nước ngoài thì các bạn cũng có thể sử dụng các kênh của nước ngoài, như là các kênh của Alibaba ở thị trường Trung Quốc, hay là kênh Amazon, eBay, SC, Fancy của thị trường Mỹ, hoặc là các cái kênh của thị trường châu Âu và thị trường Ấn Độ. Tùy vào việc là bạn muốn xâm nhập thị trường nào, thì tôi cũng có rất là nhiều học viên, học trò họ đang bán ở những cái thị trường như vậy cũng rất là ok. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng các cái kênh SMS hoặc là kênh telesale, các cái kênh app để mà tiếp cận khách hàng. Xu hướng tương lai nó sẽ là mobile marketing và app hóa, tức là người ta sẽ sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động cực kỳ nhiều để chăm sóc và bán hàng. Thì bạn nên triển khai sớm nhá, bạn nên triển khai sớm. Một cái kênh cuối cùng trong cái phần digital marketing và tiếp cận khách hàng trực tuyến, đấy là content marketing. Tức là chúng ta sẽ sử dụng các nội dung để chúng ta thu hút khách hàng, viral thương hiệu cho chúng ta. Thì chúng ta phải tập trung vào nội dung như là video này, chia sẻ này, hình ảnh này, làm nhiều những cái bài viết để có giá trị, viết trên web, video trên YouTube, ảnh trên Instagram, rồi thì video ngắn trên TikTok, tức là rất là đa kênh. Thì tôi vừa giới thiệu cho các bạn nhầm nhầm sơ sơ, nó khoảng tầm 10 kênh online. Thế còn các kênh offline thì sao? Đúng không ạ? Các kênh offline tức là mình bán hàng truyền thống thì gồm những kênh nào? Thứ nhất là các bạn có thể tham gia vào các chương trình hội thảo, chương trình bán hàng. Đấy, hội thảo nghề nghiệp là bao giờ cũng có rất là nhiều người đến. Thì chúng ta đến đấy với mục tiêu giao lưu, hợp tác, đưa danh thiếp, chào hỏi, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm đối tác. Đấy, chúng ta có thể tham gia vào cái tư cách làm cái người mà tổ chức cho sự kiện, hoặc là chúng ta có thể là tham gia với tư cách là diễn giả, hoặc thậm chí là chúng ta là organizer, tức là người trực tiếp bỏ tiền ra tổ chức các sự kiện như vậy, làm hội thảo. Đấy, cũng là một cái cách rất là tốt để tiếp cận khách hàng. Và các bạn học cách bán hàng tại hội thảo nhá. Đấy là một cái kênh offline đầu tiên. Kênh thứ hai là các cái kênh cửa hàng, cửa hiệu, shop, chuỗi. Thì chúng ta đi lượn phố, chúng ta thấy có những cái chuỗi như thế nào thì chúng ta vào, chúng ta chào. Ví dụ như mới đây thì tôi đang tư vấn cho một cái công ty của Hàn Quốc, họ muốn đưa cái sản phẩm tiêu dùng vào Việt Nam. Thì rõ ràng rằng là muốn đưa sản phẩm tiêu dùng vào Việt Nam thì cái kênh truyền thống là kênh siêu thị này, rồi thì các cái kênh về cửa hàng tiện ích thì chắc chắn là họ phải tiếp cận và họ phải có đội ngũ sale, tức là đội ngũ nhân viên kinh doanh đi chào hàng, xây dựng cái bộ chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng. Đấy, sau đó thì cho phép công nợ, nợ đọng này kia. Thì tôi đang tư vấn cho họ này để họ sẽ đưa một số cái sản phẩm tiêu dùng vào Việt Nam. Thì cái kênh đấy là cái kênh rất là dễ, ai cũng biết làm. Thì mình phải đào tạo sale và tuyển sale tốt thôi. Đấy. Nó này nó thiên về truyền thống mà. Cái kênh số 3 trong offline nữa. Sau khi chúng ta tham dự hội thảo này, các cái chuỗi cửa hàng này, thì chúng ta cũng có thể mở kênh riêng của chúng ta bằng cách là chúng ta mở các cửa hàng bán, ví dụ như thời trang này. Chúng ta mở chuỗi riêng thay vì là chúng ta đi nhờ kênh hoặc là đi shop in shop, đi ký gửi. Đúng không? Đấy là kênh riêng, kênh sở hữu đấy. Tuy nhiên ưu điểm của kênh này là mình kiểm soát được, nhưng mà nhược điểm là chi phí đầu tư lớn, rủi ro cao và cần nhiều tiền. Đấy, thì các bạn cũng lưu ý về cái điều đấy khi mà phát triển kênh. Rồi thì cái kênh số 4 để mà trong offline ấy, là đấy là kênh khách hàng, giới thiệu khách hàng. Thế mình phục vụ khách hàng tốt, chăm sóc khách hàng tốt thì mình sẽ tìm kiếm được những khách hàng mới, và khách hàng mới người ta giới thiệu thêm các khách hàng cho chúng ta. Đấy, khách hàng của khách hàng, bạn của khách hàng, người thân của khách hàng, người thân của đối tác đều có thể trở thành khách hàng. Hãy nhớ cái nguyên tắc này, đúng không? Đấy, thì chúng ta nên suy nghĩ về điều đấy, và chúng ta cũng luôn luôn phục vụ khách hàng thật tốt, cho họ hài lòng và giúp họ có cái sự thỏa mãn, họ tin cậy để họ giới thiệu thêm những cái sản phẩm mới của chúng ta cho những người thân của họ. Rồi họ giới thiệu thêm cái khách hàng mới. Ví dụ như bất động sản là người ta rất là hay làm như thế. Mua một căn đầu tư ok rồi, sao lại mua thêm. Người ta tái mua rồi người ta lại giới thiệu thêm bạn mua cho, người ta rủ dê, đúng không? Thế rồi thì cái kênh số 5 trong cái mảng offline, mảng offline đấy là chúng ta có thể là tổ chức các cái buổi
về telesale, rồi thì các cái buổi thuyết trình về sản phẩm, các cái hội nghị, hội thảo, cũng như là cái sự kiện liên quan đến hội chợ. Thì một số ngành đặc thù như là ngành xây dựng chẳng hạn, thì họ vẫn tham gia các cái chương trình sự hội chợ để họ làm, họ tìm kiếm khách hàng. Việt Nam Expo hay là ở Trung Quốc thì có những cái hội thảo, sự kiện về hội chợ rất là lớn. Tôi cũng đã đến đấy, ví dụ như là Canton Fair hay là Alibaba, họ tổ chức rất là nhiều. Hay là hội thảo, sự kiện hội chợ Bắc Kinh Thượng Hải cực kỳ lớn, nó có hàng trăm nghìn doanh nghiệp người ta tham gia. Thì đấy là cơ hội tìm kiếm được khách hàng đối tác rất là tốt. Đấy. Thế rồi thì chúng ta sẽ phải đi phát triển thị trường bằng cách là chúng ta tìm kiếm các đối tác để chúng ta phát triển thêm cái thị trường mới thông qua phân phối trực tiếp hoặc là thông qua phân phối độc quyền. Ví dụ như người Hàn Quốc người ta muốn phân phối tại đây hay Việt Nam phải nhận, hoặc là người Nhật người ta muốn phân phối tại đây thì Việt Nam phải nhận, hoặc là người ta mở văn phòng đại diện. Đấy là những cái phương thức mà tìm kiếm khách hàng mà offline và chúng ta cũng đang sử dụng. Thì trong cái tìm kiếm khách hàng offline đấy thì nó đòi hỏi các bạn sự chăm chỉ, sự nghiêm túc, và chúng ta năng đi sự kiện hội thảo, năng gia nhập những cái câu lạc bộ, hội nhóm, hiệp hội của doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, mục đích để tìm kiếm khách hàng, để mở rộng thương hiệu thôi. Và làm nó phải chuyên nghiệp, tận tâm, và sản phẩm phải tốt. Đấy, sau đó thì mình kết hợp với mảng online. Mảng online nó cho phép chúng ta tìm kiếm khách hàng ở khắp mọi nơi trên đất nước và khắp mọi nơi trên thế giới. Thì các bạn sẽ có rất là nhiều cách để tìm kiếm khách hàng, trong bán buôn lẫn bán lẻ, B2C hay là B2B đều được. Thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn một số những cái kênh cơ bản về tiếp cận khách hàng trong quá trình mà chúng ta làm kinh doanh. Nếu các bạn gặp những cái vấn đề khó khăn gì thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy trao đổi, chia sẻ, học tập lẫn nhau, sub kênh. Rồi thì nếu các bạn cần tăng trưởng doanh số bán hàng hoặc là tư vấn về bán hàng kinh doanh trực tuyến thì cứ liên hệ với tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ tập tiếp này. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye.